Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức trao quà Tết cho hộ nghèo tại phường Hòa Quý. Đợt này có 200 hộ nghèo của phường Hòa Quý được trao 200 xuất quà, mỗi suất 500 cân đồng tiền mặt với tổng số tiền 100 triệu đồng do công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Đa Hoa Cô hỗ trợ. Được biết đến thời điểm này, quận Ngũ Hành Sơn đã vận động được 2.200 xuất quà, mỗi suất trị giá 500 000 đồng Riêng đối với hộ đặc biệt nghèo theo chuẩn thành phố sẽ được hỗ trợ thêm 5 kg gạo, 5 kg nếp và 2 kg thịt. Những phần quà này sẽ được địa phương tiếp tục trao cho hộ nghèo trên địa bàn trong thời gian tới nhằm chia sẻ khó khăn cũng như mong muốn các hộ đón một cái Tết vui tươi đủ đầy hơn.